Xin chào các bác, hôm nay tôi làm một cái video review một cây đèn đi câu cá ngay tại hồ câu, trời đang tối om. Thì đây là một cây đèn mà nhóm tôi ai cũng mua một cái, tôi một cái, anh Hùng một cái. Cái này tôi đang mượn của anh Hùng, thì mai về tôi bóc cái của tôi. Tùng có một cái, Hưng có một cái. Thì hôm nay là tôi đã có được hai con cá sộp rất là to đây này, đây. Hai con to tướng luôn. Thì đây là một cái đèn mà các bác có thể dùng để cầm tay như thế này được, đeo đầu được. Và thứ hai nữa là gài mũ. Cái đèn này thì gài mũ như này, cực kỳ tiện lợi khi đi câu. Cả tối nay tôi đeo cầm đội mũ. Đây, xin lỗi, quay lại. Rồi, đây. Đội mũ lên đầu như này. Bởi vì các bác thừa biết rằng là anh em mình đi câu lùa đêm ấy, thì chúng ta không cần một cái đèn, nếu khi câu ấy không cần một cái đèn quá sáng, bởi vì là sáng quá thì soi nước cá nó chạy. Thì ví dụ như tôi đi thế này, tôi vẫn phải có trong túi tôi một cái đèn thật sáng nữa. Đây. Ví dụ đây là một cái đèn Phoenix, đây là đèn rất sáng luôn. Thì tôi đeo cái này, tôi để trong đây. Khi nào tôi cần rất sáng thì tôi sẽ lấy ra. Thế còn đợt này bắt đầu có cái này là tôi cực thích, bởi vì các bác nhìn cái tính năng này. Đây, nhìn cái tính năng ở đây. Đây. Bấm vào đèn pha đã. Rồi. Các bác nhìn này. Không cần phải bấm nút nhé. Khi mình đang câu ấy, mình cần chỉnh sửa mồi gì cái thì vẫy tay. Đây, sáng chưa? Đây, các bác nhìn này. Nhìn sang phía bên này này. Đây, vẫy tay này. Vẫy tay qua này. Tắt này. Mở. Tắt. Mở. Thấy chưa? Thì khi anh em mình thao tác ấy, không cần phải đi tìm nút bấm gì cả, cứ theo sẵn như đầu, vẫy tay phát nó tắt, ngon chưa? Vẫy tay phát nó mở, vẫy tay phát nó tắt. đấy là một cái tính năng tuyệt vời của cái đèn này mà đi câu lùa đội mũ đêm như này, cực kỳ sướng mà nó rất nhẹ. Đây, bây giờ ta sẽ unbox, ta sẽ mở ra cái phần chi tiết từng cái phần một đây này. Đây là cái nút mở, nút nguồn các bác nhé, có rất nhiều chế độ sáng khác nhau. Ở đây, đây là chế độ sáng nhất đây. Tôi đi thử, tôi lang thang góc kia, tôi vẫn soi bình thường để đi lại bình thường hết. Ví dụ đây các bác có thể nhìn thấy này. Đây, tôi đang soi chỗ này sáng nhất đây. Đây là chế độ soi sáng nhất này. Đây, soi cả dưới kia luôn. Đây các bác nhìn thấy không? Đây là quay bằng điện thoại, nó còn thế này nhá. Đây là sáng nhất này. Sáng kém hơn một tí này. Ở đâu? Đây là sáng nhất này. Từ từ. Đây nó có mấy chế độ đây sáng nhất. Các bác thấy không? Sáng choang để anh em mình câu mọi thứ luôn. Đây, tôi thử cái tính năng sáng nhất của đèn khi lang thang ngoài bãi. Các bác có thể nhìn thấy tôi soi ở cái mức độ, đây là tôi quay bằng điện thoại thì cái cảm biến của điện thoại bản thân nó đã rất kém rồi. Mà nó vẫn còn đủ để chúng ta soi thế này. Đây, chẳng hạn các bác kể cả đi cắm trại nhé, soi bình thường luôn mọi thứ. Ta quan sát mọi thứ, kể cả ngoài kia như thế nào để chúng ta đi, hoàn toàn là ok hết. Đảm bảo là đủ để dùng, chứ không... Tất nhiên là sáng hẳn thì các bác phải dùng những cái đèn chuyên dụng hơn nữa. Nhưng cái này là phù hợp nhất để chúng ta đi câu cá hoặc những cái buổi cắm trại nhỏ nhỏ. Chúng ta có thể làm những cái việc quanh quanh lều trại mà không cần phải quá bận tay. Một phát phẩy thế này là nó tắt ngay. Đây là chế độ sáng nhỏ này. Chế độ sáng hơn này. Và cái đèn này có chế độ đèn đỏ. Cái đèn đỏ này thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả cho anh em đi câu lùa đêm. Bởi vì là khi chúng ta cần phải chỉnh sửa mồi, cần phải xem khóa linh, cần phải kiểm tra lại cái lưỡi mụng, lưỡi câu ấy, thì mình ta bật đèn sáng ấy, đèn trắng ấy, cá nó chạy hết. Nhưng mà các bác bật cái đèn đỏ lên thì hoàn toàn, đấy, cá vừa nhảy kìa, thì hoàn toàn là cá nó không có phát hiện ra. Và thứ hai nữa là đèn này cũng dùng để thông báo cho, ví dụ tôi đứng góc này, một người đứng góc kia, anh em mình cứ đeo cái đèn đỏ lên đầu nhìn thấy nhau là yên tâm, đúng không? Phần thứ ba là chế độ nhấp nháy của đèn đỏ. Đây, đèn đỏ đây. Đấy, nó cứ nháy thế này. Đấy, cứ nháy thế này. Thì cái tính năng này mới là cái tính năng để chúng ta đeo lên đầu này. Ví dụ như bác nào đứng góc kia, tôi đứng góc này, anh em mình bật cái này lên, thì là cả đêm anh em mình có câu vẫn nhìn thấy nhau, là đèn vẫn sáng, là anh em vẫn ổn. Ok chưa? Thì đây là cái nút trên đèn này, có cái nút này là nút nguồn. Thì cái nút này, cái trên này, cái nút có cái hình wifi này các bác này. Hình wifi này là cái nút để kích hoạt cái tính năng cảm ứng. Thì các bác bật đến sáng cái tiếng này nhá. Đây, lọt xuống dưới chết dở đấy. Rồi, sáng này nha. Xong các bác bấm vào cái nút wifi này.
Đây, bấm nút wifi. Rồi. Nhìn đây. Thấy chưa? Tắt này, sáng này, tắt này, sáng này, tắt này. Đấy, cái tính năng này, ví dụ như đây tôi cầm tôi quệt phát nó sáng chưa? Quệt phát tắt chưa? Quệt phát sáng, quệt phát tắt. Tôi làm review một lẹo luôn. Thực thế mới bốc chứ. Đây có kẹp mũ và các bác điều chỉnh được đã xin lỗi tắt đi đã. Điều chỉnh được cái hướng sáng nhá. Và thứ ba nữa là cái này có báo pin. Báo dung lượng pin còn đây, ví dụ như 4 vạch là pin đang còn đầy này. 3 vạch thì vơi vơi này, 2 vạch là một nửa này, 1 vạch thì chúng ta phải sạc. Và sạc của cái này ui cả thằng cắn dã man luôn các bác ơi. Tôi đợi một tí tụng ra phang chết luôn bọn này. Đây, sạc sạc là chúng ta dùng sạc micro USB. Đây, cổng sạc đây. Cổng sạc đây thì các bác có thể cắm bằng sạc dự phòng, sạc điện thoại đều được. Và cái này chống nước thoải mái luôn, các bác đi câu mưa nhỏ nhỏ bình thường các bác cứ đeo đi, không có ngán gì cả. Cảm ơn các bác, đây là một cái đèn mà các bác có thể hoàn toàn để đeo mũ này, đeo đầu, có cái dây đeo đầu kèm theo nhá. Hoặc anh em có thể gài vào những cái dụng cụ xung quanh mình thế này, khi nào cần thì mình dùng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Đây là một cái đèn đi câu cá cực ngon luôn. Tôi thử nghiệm sau vài buổi, buổi hôm nay là cực thích rồi. Chi tiết sản phẩm này các bác vui lòng xem ở trên website, ở cái link đây này. Cảm ơn các bác nhiều. Dưới mô tả video cũng có. Cực nhẹ luôn, đeo cả ngày không mệt. Hẹn gặp các bác sau.